Con xin kính chào sư cô, con tên Cao An Phú, con mới tìm hiểu về Phật Pháp nhưng hiện giờ quá nhiều kinh điển cũng như video trên mạng. Con không biết bắt đầu từ đâu, kính mong sư cô chỉ dạy con nên bắt đầu từ đâu, tìm hiểu và thực hành thế nào cho đúng chánh pháp ạ. Kinh điển thì nhiều lắm, thật ra cái khối lượng kinh Nam truyền, Bắc truyền, kinh Hán Tạng hay là nguyên mấy bộ Nikaya, tể cả tạng kinh, tạng luật, tạng luận mà đọc thì hồi đó có một cái thống kê cô nhớ kỹ lắm mà giờ già kẻ quên mất tiêu rồi. Tức là người ta thống kê là mỗi ngày mình có đọc mấy trăm trang sách đi chăng nữa thì hết một kiếp này mình vẫn không đọc hết được cái khối lượng kinh Phật. Đó, nhiều vậy thôi, tóm lại là vậy thôi. Thì tóm lại là kinh điển rất là nhiều, mình không có đọc hết nổi nhưng mà cũng không ngoài giới định tuệ, cụ thể là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. À, học làm sao mà nó bắt đầu những cái bài kinh từ Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, tu cái gì cũng không có ra ngoài hai cái nền tảng này hết á. Nắm cho vững Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo sẽ thấy được giống như cái kim chỉ nam trên cái con đường tu tập của mình vậy đó. Rồi trên cái nền tảng hiểu rõ, nắm vững về cái giáo lý đó, về giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo rồi thì mình tìm hiểu những cái kinh luật luận khác thì nó sẽ có, nó dễ hiểu hơn và nó có cái căn bản hơn. Chứ mà không học từ cái ban đầu, từ cái căn bản nền tảng Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, rồi đọc bất kỳ vô một bộ luận nào đó, một bộ sớ nào đó, rồi đọc kinh này kinh kia, nói ủa sao kinh mâu thuẫn quá, chỗ này nói dài chỗ kia nói kia là không được. Nó do mình không có nắm vững được cái cốt lõi đó, cái căn bản đó. Cô vẫn khuyên là học cái gì cũng không ra ngoài Tứ Diệu Đế với Bát Chánh Đạo ha. À, phải nắm cho cái này, đó là xương tủy, là cốt lõi của Phật giáo rồi. Không thể nói mình là Phật tử mà mình không hiểu cái nội dung cái triết học này là không được. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con sinh ra trong gia đình Phật tử thuần thành, mỗi khi đến chùa quỳ trước tôn tượng Đức Phật, lúc nghe quý thầy cô giảng con rất hay khóc. Con đang có tâm nguyện xuất gia, con biết việc này cần thời gian soi xét, chắc chắn không thể cảm tính. Con đường tu học khó khăn, cần quyết tâm nhiều lắm. Con lo là ba mẹ con buồn, con sợ mình là phàm phu, còn vướng bận sẽ dễ thoái lui nên không dám nói ra. Nhưng con cần người chỉ con, giúp con bắt đầu từ đâu. Con cũng ngưỡng mộ gương xuất gia và hạnh tu tập tinh tấn của sư cô. Con xin sư cô hoan hỷ chỉ dạy hướng dẫn cho con bước đầu thực tập tu học để con có thể nhất tâm nuôi dưỡng tâm nguyện căn lành tăng trưởng. Nguyện mong nếu đủ may mắn duyên khởi, dùng chữ duyên khởi chỗ này không hợp lý ha. Nếu đủ may mắn con có thể đạt thành ý nguyện. Hôm nay nhiều câu hỏi liên quan đến xuất gia ha, sư cô vui ghê. Tại vì thiệt ra cô sống ở Hàn Quốc này không có sư xuất gia đó, không có sư trẻ xuất gia. Người Hàn, dân số Hàn Quốc là có hai vấn đề lớn nhất trên thế giới, đó là gần như nổi cộm nhất trong khối OECD luôn, đó là tỷ lệ già dân số rất là nhanh và tỷ lệ sinh rất là thấp. Người Hàn họ không sinh con, tỷ lệ sinh siêu thấp và tỷ lệ già dân số là báo động luôn. Cho nên không có tăng ni trẻ xuất gia quý vị, người ta không sanh em bé mà sao có người tu. Bây giờ đã về xã hội đây nó phát triển dữ quá, có biết bao nhiêu cám dỗ bên ngoài. Cho nên con nít nó làm sao mà nó dậy được 3-4 giờ sáng mà nó ăn cơm chay rồi nó tụng kinh ngày hai thời. Chuyện này giống như siêu thật vậy. Cho nên giờ ở Hàn Quốc mấy đứa con nít mà cạo đầu gieo duyên trong tháng 4 ấy, nhìn giống như là mấy đứa con nít đóng phim ấy, chứ không phải là các chú tiểu nữa. Ra cô rất là thấy là đáng lo ngại cho Phật giáo, tại vì không có tăng bảo thì Phật giáo tự động là lụi tàn thôi. Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, kinh Phật thì nhiều và khó như vậy. Giờ chỉ còn có tăng bảo là những người truyền trì mạng mạch Phật Pháp, giữ gìn cái rường cột giới luật để mà giảng dạy lại, hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Bây giờ tăng tu sĩ còn không có nữa, rồi tự nhiên là Phật giáo suy tàn thôi. Cho nên đối với sư cô mà người nào mà phát nguyện được cái tâm mà xuất gia là cô thấy rất là đáng tán thán và có ý nghĩa lớn lao trong cái việc mà giống kiểu mà Thiệu Long thánh chủng chấn nhiếp ma quân dụng đó tứ ân vạc tế tam hữu đó trong cái bài sớm. Chứ nó phải làm cho nối thạnh dòng thánh và truyền trì Phật Pháp được cho tốt thì chỉ có tu sĩ xuất gia thôi. Nha, ai mà phát tâm xuất gia cô vui lắm. Mai mốt mà chùa xây xong rồi quý thầy quý sư cô sang đây đầy đủ rồi, ước mơ của sư cô là em nào mà phát nguyện xuất gia là cô cho xuất gia hết. Tại sao? Giao cho các sư bác dạy dỗ và đàng hoàng, oai nghi tế hạnh, gửi vô các cái học viện Phật giáo ở Hàn Quốc, giỏi cả nghi lễ tán tụng Việt Nam và tiếng Hàn, làm lợi lạc đạo pháp biết mấy. Giờ sư cô quen quý hòa thượng chủ tịch các tông phái đó, nhiều hòa thượng lớn 7-8-90 tuổi rồi, chùa banh ki luôn, biết bao nhiêu lễ lạc, không có ai cúng, không có ai làm sể hết trơn á.
mời sư cô về biết mấy, chứng tỏ là sao những hòa thượng đó mà viên tịch là chừng 2, 3, 40 năm sau thôi, chỉ tỷ lệ mà chết tự nhiên nó tới thôi là biết bao nhiêu thất thoát cho cái lực lượng mà tăng ni ở bên này không có đủ để làm đạo, nguy hiểm lắm. Cho nên sư cô phát nguyện là ai mà có duyên, mà nhất là mấy em, các em mà gia đình đa văn hóa bên này nè, các em mà con Việt Hàn ở bên đây đây, các em vừa biết tiếng Việt vừa biết tiếng Hàn đây, mà các em mà chịu đi tu là sư cô sẽ hỗ trợ hết mức cho các em học hành tới nơi tới chốn. Ừ. Để cho các em sau này mới là cái tương lai của Phật pháp chứ. Cho quý vị mà phát tâm xuất gia cô rất là tán thán ha. Bây giờ để nuôi dưỡng tâm xuất gia cần sao? Cần đầu tiên là giữ gì? Giữ năm điều đạo đức. Giữ bát quan trai giới, học kinh, nghe pháp, tới chùa làm công quả để biết thêm về cái môi trường xuất gia như thế nào. Thật ra cái lúc mình còn tóc mình đi công quả với cái lúc mình vô mình tập tu á, rồi thậm chí tới lúc mình cạo cái đầu nó khác nhau ghê lắm. Tại sư cô cũng tập tu trong chùa tới 4 năm mà sư bà không dám cạo đầu, do mẹ cô chết lên chết xuống nên sư cô hiểu lắm. Một cái lúc mà mình còn là cư sĩ mà làm công quả đó, tới cái lúc mà mình thực sự là cạo đầu mà mình tu tập á, hai cái thế giới nó khác nhau. Sư phụ thầy tổ của mình sẽ dạy mình một kiểu khác liền à, cho nên nhưng mà ít ra thì mình cũng phải thân cận để mình biết cái môi trường xuất gia như thế nào, thời khóa như thế nào, sinh hoạt thiền môn như thế nào, thì mình nên là giữ cái mối thân cận với chùa chiền ha. Về giáo lý thì mình học tập trung 37 phẩm trợ đạo, cô nói đó, kiểu gì cũng phải bắt đầu bằng tứ diệu đế và bát chánh đạo, tốt nhất là Phật học phổ thông phải nắm cho vững chãi, 37 phẩm trợ đạo phải nắm cho vững. Đó là về giáo lý ha, để nuôi dưỡng cái tâm hạnh xuất gia. Nếu mình có ý định xuất gia thì mình thu xếp sớm, thì mình thực tập, mình tập tu cho nó sớm, mình tìm cái môi trường tu tập cho nó tốt. Ừ. Chứ mà để muộn quá cũng vậy, trước cũng xuất gia, sau cũng xuất gia trước nó làm lợi lạc đạo pháp hơn chứ. Mình xuất gia muộn quá rồi mình càng dướng díu thêm luôn đó, với lợi tập khí đời nhiều quá vô gột bỏ khó lắm. Ừ. Đây cô thấy quý vị mà lớn tuổi rồi á, vô chùa nói khó nghe lắm. Ừ. Kể cả cư sĩ tại gia còn vậy, đừng nói người tu. Nhỏ nhỏ vô dễ dạy, dễ nghe, dễ học cái mới à, còn mà lớn tuổi quá rồi cứ chấp cái biết của mình là đúng, cái trải nghiệm của mình là đúng, ai nói gì cũng không có nghe, cứng đầu cứng cổ, chưa kể là đụng tới mình cái mình dỗi, mình tự ái rồi, khó sửa lắm, khó bỏ cái ngã lắm. Hai cái nữa là lớn tuổi quá rồi bệnh tật nó nhiều á, đau lưng đau vai, lạy Phật tụng kinh ngồi thiền công phu công quả gì cũng mệt mỏi trơn á, cho nên nó là tuổi trẻ là cái tuổi xuất gia là phù hợp nhất nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con hiện tại 19 tuổi đang rất lên đên. Sai chính tả rồi nè. Con làm việc ở một quán ăn lương chỉ có 13.000 một giờ, làm từ 7 giờ rưỡi tối, làm từ 7 rưỡi sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng tháng này con làm tới 8 giờ tối luôn ạ. Con thấy lương không nhiều nhưng ở quê con không có việc nào làm cả. Con muốn về sớm 5 giờ để công phu tụng kinh tiêu tai nghiệp. Nhưng có lúc con lười lắm, đi làm về thì mệt chỉ muốn nằm thôi. Xin cô giúp con có phương pháp nào không ạ? Con có nên dừng làm buổi tối để công phu không ạ? Con có nên tìm việc khác để làm không ạ? Vì thời gian nơi đó khiến con phiền não nhiều quá, thị phi cũng nhiều, xin cô giúp con. Chỗ nào cũng mệt hết á, chỗ nào cũng có thị phi hết á, trong chùa còn có thị phi, đừng nói quán ăn nhà hàng, đúng không? Kiếm cái chỗ mà không có thị phi là không có rồi nghe. Cái nào đầu tiên là cô phải nói đây là sao đây, bạn mới 19 tuổi thôi, 19 tuổi mà đi làm phụ ở quán ăn hoài thì hiện giờ thì cứ làm bình thường thì được, nhưng mà muốn phát triển sự nghiệp về lâu về dài thì cô khuyên là nên đi học một cái nghề, chọn cái nghề nào mà mình thích làm, mình biết là mình có thể nỗ lực làm tốt thì mình nên học một cái nghề để sau này mình có cái kinh nghiệm, mình làm thầy mở tiệm hoặc là mình dạy học trò thì lương cao, kinh tế nó ổn định hơn so với cái việc mình cứ chạy bàn ở quán hoài, đúng không? Còn bây giờ hỏi là bây giờ thì đi làm về rồi lười, nằm mệt chỉ muốn nằm thôi, xin cô giúp con có phương pháp nào. Làm sao có phương pháp nào được, lười biếng không cách nào thành tựu được gì hết trơn á. Quý vị biết bên này Phật tử cô đi làm cũng cực ghê lắm, cũng dậy từ sáng sớm đi làm rồi tối mịt về, còn nhiều khi công ty bắt phải tăng ca, nhưng có những em nó rất là siêng, về rồi tăng ca, về rồi mệt mấy cũng ráng cầm quyển kinh ra đọc, cũng ráng niệm Phật, cũng ráng lại sám hối. Nhiều Phật tử tu tập mà cô còn thấy hổ thẹn luôn đó, vừa lo kiếm tiền, vừa lo chồng con, vừa lo công quả cho chùa mà vừa công phu riêng cho mình.
Cho nên đó là do là cái nỗ lực của mình, cái ý chí của mình ha. Chứ giờ hỏi cô làm sao, cô biết phải làm sao. Cô đây một ngày sáng nhiều khi chủ nhật nó là rất là mệt. Chủ nhật là mệt, không có nói nổi luôn. Sáng thứ hai là công phu buổi sáng là cần cả một nỗ lực lớn. Lúc nào cô nằm đó cô nghĩ, ở đây đâu có ai chỉ trích mình đâu. Mình nằm mình không dậy, công phu cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà mình làm như vậy có được không? Hổ thẹn với đời tu của mình chứ. Mình nằm ngủ nướng một ngày, mình sẽ nướng được hai ngày. Mình bỏ công phu một ngày, mình sẽ bỏ công phu được nhiều ngày. Mình không thấy hổ thẹn gì nữa trơn. Mình thấy biểu kiểu gọi là không có tàm quý luôn, không có tàm, không có quý luôn, không có tu được. Cho nên sư cô có mệt cỡ nào sư cô cũng ngồi dậy, thậm chí nhiều hôm cô sưng cuốn họng luôn, cô mở con mắt không ra luôn, nhưng cô vẫn chồi đầu dậy tụng kinh không nổi thì cô lại sám hối, lại sám hối không nổi nữa luôn thì cô ngồi im đó, cô ngồi thiền quán hơi thở, không bao giờ dám bỏ công phu một ngày. Cái đó là nỗ lực của mình tu hay không tu gì mình cũng phải tinh tấn chứ. Hỏi sao giờ sao phải dậy phải siêng chứ làm sao giờ. Về tu tập thì cốt lõi là cư sĩ tại gia thì giữ năm cái điều đạo đức tại gia, rảnh rỗi thì mình niệm Phật, siêng năng hơn nữa thì ngay cả trong lúc mình làm việc mình cũng chánh niệm, niệm Phật. Còn giờ mà giờ nói là đi làm về mệt quá không có công phu nổi thì giờ sao, không có tới chùa công phu được thì mình có thể mở pháp mình nghe, mình nằm im lặng thư giãn mình cũng có thể nghe pháp được, hoặc là mình thực tập thiền buông thư. Mình cả ngày đã làm mệt rồi thì mình tập thiền buông thư, thiền quán hơi thở, nhưng mà đừng có ngủ thiền luôn. Thiền buông thư là buông thư, chứ trước khi buông thư mà đi ngủ luôn thì coi như là làm biếng luôn rồi. Có nhiều cái pháp môn ha, nhưng quan trọng là cái ý chí. Trong đường đạo không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn là không làm gì cho xong chuyện được hết. Kể cả cái việc mình học nghề, mình vừa phải đi làm, mình vừa phải đi học nghề nữa thì mình sẽ vất vả hơn. Nhưng mà tuổi trẻ thì phải chịu khó ha, để về già khỏi khó chịu. Tuổi trẻ mà không chịu siêng chịu khó là về già cứ lùi xùi vậy hoài luôn, không được. Cố gắng lên ha. Thật ra mình thấy những người mà họ thành công, thành tựu là những người đó phải nỗ lực hơn người khác rất gấp rất nhiều lần. Ở đây nhiều người cũng hỏi cô sao giỏi tiếng Hàn dữ vậy. Và có những người ở đây 18, 20 năm mà cũng đâu nói tiếng Hàn được đâu. Nhưng mà có những em cô gặp đó chỉ mới qua Hàn Quốc 1 năm cho tới 3 năm mà em thi tiếng Hàn tôi biết cấp 6, em đậu, em nói rất lưu loát. Nó không phải do năm tháng ngày giờ, mà sao do cái nỗ lực của mỗi người, cái phương pháp đúng, cái nỗ lực đúng. Giờ mình làm biếng quá chừng mình không chịu học mà mình cứ đòi phải giỏi tiếng Hàn giống người ta, sao giỏi được. Giờ mình muốn tiêu tai nghiệp chướng, muốn cho hanh thông, muốn cho giỏi giang, muốn cho tinh tấn công phu, cho có phước, có chút tư lương. Mình không muốn ngồi dậy công phu làm sao được. Cố gắng nỗ lực lên ha. Dạ. Trong cuộc sống cũng như trong tu tập mình phải nỗ lực. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Con sống tại Việt Nam đã được quy y từ lúc mẹ con mất vì Covid gần 1 năm. Con đau khổ quá và theo con đường Phật Pháp. Hiện tại con ăn chay trường và ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, gieo duyên với người khó khăn. Lúc mẹ con mất trong 49 ngày con cúng chay, làm tất cả các việc thiện, cúng trai tăng, cúng dường, tụng kinh niệm Phật. Các chị con trong mơ thấy mẹ con đã về nơi an lành. Do mẹ con mất vì Covid, con đau khổ vì không gặp mẹ được lần cuối. Con nghe nói chỉ cần con tu học chứng sơ quả có thể gặp mẹ con, vì vậy con quyết tâm dù khó khăn đến đâu con cũng sẽ cố gắng. Mặc dù con biết rất khó chứng sơ quả, con không hiểu sao trong ý nghĩ của con vẫn chưa thể thay đổi được. Con nên làm gì để có thể thay đổi ý nghĩ ạ? Và con nên làm thế nào để được gặp mẹ con ạ? Con mong sư cô chỉ dẫn giúp đỡ con. Chúc sư cô luôn có nhiều sức khỏe. Thật sự mà mình dùng công đức tu tập để hồi hướng cho cha mẹ là một điều rất là quý. Nhưng mà để gặp người đã mất tái sanh cõi nào thì cô nghĩ là sơ quả khó mà làm được ha. Tại sao? Tại vì căn cứ trong kinh Vu Lan, Ngài Mục Kiền Liên đắc thánh quả A-La-Hán rồi thì mới đủ thần lực để thấy cái duyên nghiệp của bà Thanh Đề tái sanh ở đâu và mới có đủ thần thông để đến được chỗ đó. Đúng không? Giờ nếu thấy mẹ sau tái sanh, thật ra nếu mà muốn gặp mẹ, coi mẹ tái sanh ở đâu là một cái điều rất là khó. Sao muốn cái điều khó quá chi vậy? Nhưng mà có cách khác để thấy mẹ luôn hiện diện với mình một cách hiệu quả hơn, đúng đắn hơn. Thiền sư Làng Mai dạy mình như nào? Mẹ có trong anh chị em mình, mẹ có trong chính bản thân mình. Mở bàn tay mình ra là đã thấy mẹ trong đó rồi. Mình từ đâu mà hình thành đây? Có phải một nửa con người mình là của mẹ không? Cho nên là mình không cần phải ráng tu tập cho có sơ quả để đi kiếm mẹ tái sanh cõi nào. Mà sao mình không thử thực tập thiền quán để mình thấy cái thân này tương đồng với mẹ. Mẹ có trong chính mình, mẹ có trong anh chị em mình.
mà quán hành vi của mình xem có cái điểm nào tương đồng với mẹ không. Thấy rồi thì mình chỉ cần mỉm cười thôi, đừng có đánh giá gì hết. Như là một cái cách thiền chỉ và thiền quán đó, thực tập như vậy, quán mẹ có trong mình, hành vi của mình, lời nói của mình, ý nghĩ của mình. Mình lạy Phật là lạy cho ba đời tổ tiên ông bà mình luôn, lạy cho mẹ mình luôn. Đúng không? Mình quán mẹ trong anh chị em mình sẽ thương anh chị em mình nhiều hơn chứ. Mình quán mẹ có trong mình sẽ biết yêu thương chính bản thân mình hơn. Từ đó mình biết yêu thương mình sâu sắc thì mình sẽ không có làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. Tại mình nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy là mình làm tổn hại đến chính mẹ mình, đúng không? Đó. Cô thấy thực tập quán mẹ trong mình và anh chị em mình thì nó sẽ hiệu quả hơn, ý nghĩa hơn là cái việc mà mong muốn tìm thấy mẹ đi tái sinh ở cái chỗ nào chứ, phải không nè? Thay vì mà mong muốn tìm mẹ tái sinh ở nơi đâu thì nên mong muốn là mình ráng tu tập sao để đừng có rớt xuống mấy cái cõi không lành đó nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con chào cô, con có một thắc mắc. Theo như trong giới luật của nhà Phật thì người đồng tính không được xuất gia. Tuy nhiên có một số trường hợp do vô minh hoặc bị ảnh hưởng bởi trên mạng nên con đã từng có lúc không rõ ràng về xu hướng tính dục của mình. Đến bây giờ học Phật và lớn hơn rồi thì con gần như không có tình cảm hay xu hướng với bất kỳ giới tính nào cả. Chỉ là có thể đôi lúc vẫn còn ngã chấp trước cái đẹp. Vậy liệu con có được xuất gia không? Và xuất gia như thế thì có bị phạm vào giới nói dối không? Con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Giờ chỉ có mình biết mình thôi. Hiện tại trong lòng mình có thích sống quan hệ thế tục với lại người khác giới không? Mình phải nhìn sâu sắc vấn đề này nha. Có những người là stress trong công việc, trầm cảm hoặc là căng thẳng quá độ, thì trong một giai đoạn nào đó họ không có cái nhu cầu tính dục luôn. Họ không có nhu cầu quan hệ tính dục với một người đồng giới hay khác giới gì luôn. Nhưng mà cứ tưởng như vậy là đã triệt tiêu cái dục tính, có không? Chưa chắc à nha. Có thể đó là một cái trạng thái tâm sinh lý bất ổn, tâm lý và sinh lý nó có sự thay đổi, tâm lý và sinh lý nó cũng là vô thường cho nên nó có thể sự thay đổi. Chứ còn mình nói mình đã triệt tiêu hoặc là mình đã chuyển hóa hoàn toàn cái tính dục trong mình, điều này chỉ có mình mới biết được thôi, chớ ai mà biết được. Cho nên là đoạn này phải coi lại rất rất kỹ, chính bản thân mình có nhu cầu, có mong muốn sống quan hệ thế tục với người khác giới không. Nếu như mình thấy rõ ràng đó là không thì mình được phép xuất gia thôi ha.